Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel, mang trình diễn sức mạnh của chị em nhà Tatsumaki và nhân vật bí ẩn mới của chapter vừa rồi thực sự là quá đã đúng không? Đặc biệt là các tình tiết và tình huống đã bị thay đổi khá nhiều so với truyện gốc, khi mà việc đối đầu của hai chị em nhà Tatsumaki chỉ là một vở diễn. Tatsumaki thì lại mong muốn cứu Saikot và Saitama thì lại được công nhận sức mạnh bởi Fubuki. Và thật sự, với một video phân tích chép trước đó thì mình nghĩ vẫn có khá nhiều điều chưa được giải mã rõ ràng. Để dễ nhận thấy nhất thì đó chính là kế hoạch của hai chị em nhà Tatsumaki. Chúng ta thắc mắc rằng, với một cô nàng luôn tự tin vào năng lực của bản thân và coi thường người khác, thì lý do nào khiến Tatsumaki lại kêu cô em mình diễn một vở kịch như thế chứ? Vả lại, Tatsumaki là một cô chị rất yêu thương em gái mình, cô làm mọi thứ chỉ để bảo vệ Fubuki. Vậy thì lý do nào khiến cho chị đại lôi Fubuki vào vụ này? Vì như được biết thì tổ chức Tsukuyomi là một tổ chức chuyên nghiên cứu về những người sở hữu sức mạnh ngoại cảm bẩm sinh. Và đương nhiên, việc Fubuki xuất hiện tại đây sẽ vô cùng nguy hiểm vì bọn chúng có thể sẽ bắt luôn cả em gái của mình. Điều này sẽ nguy hiểm cho tính mạng của Fubuki. Chính vì những câu hỏi này mà hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu xem kế hoạch thật sự của Tatsumaki là gì nhé. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rằng Tatsumaki là nữ anh hùng mạnh nhất của Hiệp hội Anh hùng. Cô chỉ đứng sau Flash và hiện giờ Flash đang bảo vệ sự an toàn của trái đất cùng với những đồng đội ngoài vũ trụ của anh. Flash cũng rất tin tưởng vào năng lực của Tatsumaki, cho nên anh đã giao trọng trách này cho chị đại. Phải là một anh hùng có trách nhiệm bảo vệ em gái, bảo vệ gia đình của mình cũng như bảo vệ nhân loại. Tatsumaki cũng biết rõ năng lực và sức mạnh của mình. Chính vì thế mà tính khí của nữ năng lực gia này khá là ngổ ngáo, không tôn trọng ai ngoại trừ Bang, King và Blast. Còn gần như, Tatsumaki chỉ luôn đôi co và coi thường rất nhiều anh hùng khác lẫn ban chỉ đạo của Hiệp hội Anh hùng. Một ví dụ điển hình mà chúng ta có thể thấy được tính cách đó của cô nàng chính là lần cô ném Genos vào một bức tường khi Genos đang cố bảo vệ thầy mình trước thái độ sức sược của cô nàng. Và chỉ cần một cái chỉ tay, cơ thể của quỷ nhân máy đã bẹp dí vào bức tường đổ nát, khiến Thánh Hói phải cất công gỡ từng bộ phận của Genos giải cứu học trò của mình. Thêm nữa, Hiệp hội Anh hùng chỉ đạo những anh hùng đủ mạnh mẽ tới vị trí của quái vật để đánh bại chúng. Ấy nhưng, chị đại vẫn ngoan cố giành chiến công của họ, khiến nhiều anh hùng khác rất bức xúc. Đã vậy, Tatsumaki còn tỏ vẻ khinh bỉ và chê trách họ yếu ớt. Chính vì lẽ đó mà Tatsumaki luôn bị nhiều người ghét. Quy cho cùng thì chị đại là người sở hữu năng lực rất mạnh so với những năng lực gia từng xuất hiện như Evil Eye, Saikot, Jirugensup thì Tatsumaki cũng vượt trội hơn họ. Vì thế cho nên, việc Tatsumaki tự tin vào năng lực của bản thân và coi thường nhiều người là cũng có lý do. Vậy nhưng tại sao mình lại nói nhiều về sức mạnh và tính cách của cô nàng trong khi chúng ta đang tìm hiểu về kế hoạch thực sự của chị em nhà Tatsumaki? Dựa vào thái độ kiêu ngạo và sự tự tin trong sức mạnh của Tatsumaki, chúng ta phải suy ra rằng việc Tatsumaki tìm tới tầng hầm trụ sở ngay khi biết được Saikot đang bị giam tại đây là một điều dễ dàng đoán được. Chính Fubuki cũng căn dặn trước điều này. Với tính khí của chị mình, Fubuki chắc chắn rằng chị hai của cô sẽ tìm tới đây, nổi một trận lôi đình và giết Saikot. Điều này chắc ai cũng đã biết rõ cái cách mà Tatsumaki sẽ làm. Ấy nhưng, vai trò thực sự của việc Fubuki vào đây để làm gì? Theo như diễn biến của chap 223 vừa rồi, Fubuki cùng với băng đảng của mình tìm tới tầng hầm trụ sở. Tới đây cô đã bắt gặp kẻ đến từ tổ chức Tsukuyomi. Điều này thì giữa Tatsumaki và Fubuki đã đoán được, bởi như trong bữa ăn của hai chị em, họ đã lên kế hoạch với nhau khi đoán được rằng Saikot chắc chắn sẽ bị bán cho tổ chức Tsukuyomi, tổ chức mà 18 năm trước Tatsumaki đã bị giam, và vì thế Tatsumaki không muốn bất kỳ một năng lực gia nào bị tổ chức đó thí nghiệm. Chi đại cũng đã nói rằng, dù Saikot có là một quái vật, là người thành lập ra hiệp hội quái vật, tàn sát rất nhiều người, nhưng Tatsumaki vẫn muốn bảo vệ Saikot, chính vì thế mà cô muốn Fubuki giúp đỡ mình trong kế hoạch lần này. Fubuki nhanh chân tìm đến phòng giam của Saikot, giúp đỡ chị gái mình tham gia vào vở kịch để bảo vệ Saikot, còn Tatsumaki thì lại tấn công Saikot. Thật may là có quả cầu tâm linh của Fubuki mà Saikot mới không bị tấn công. Vậy nhưng, với vai trò thực sự của Fubuki, là tới bảo vệ Saikot cũng như là ra sức ngăn cản kẻ đến từ tổ chức Tsukuyomi làm hại Saikot chăng? Như mình đã nói thì đến tính cách của Tatsumaki và với tính khí và sức mạnh của mình, Tatsumaki không cần thiết phải giả vờ diễn kịch chung với em gái của mình làm gì. Một mình cô cũng đủ sức để bảo vệ và chiến đấu với tên mặt nạ bí ẩn kia, bởi năng lực tâm linh của hắn suy cho cùng cũng chỉ là một người nhân bản, và với một tên được copy nhân bản sức mạnh chắc chắn sẽ không thể mạnh mẽ bằng một người mang sức mạnh bẩm sinh. Nhìn dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu của hắn trong trận chiến với Tatsumaki thì có thể thấy rằng
đây quả thực là một trận chiến quá sức với hắn. Câu hỏi ở đây chính là Tatsumaki thực sự cần sự giúp đỡ của Fubuki cụ thể là gì? Người không tôn trọng ai thì với ba kẻ cấp cao của hiệp hội cũng chả là cái quái gì để khiến chị đại phải kính sợ. Nữ năng lực gia cũng rất mạnh để đánh bại tên bí ẩn của tổ chức Tsukuyomi mà không cần sự hỗ trợ của em gái mình. Tại sao chị đại không tiêu diệt hắn luôn để cứu Saikot? Tại sao lại phải nhờ sự hỗ trợ của Fubuki? Phải chăng tác giả đang muốn tạo thêm những tình tiết gắn bó tình chị em giữa Fubuki và Tatsumaki chăng? Theo mình thì như thế hơi thừa và không thuyết phục. Dựa vào đó, cùng với những tình tiết của bản truyện gốc, thì mình đã đoán ra được rằng kế hoạch thực sự của Tatsumaki là gì. Kế hoạch. Đầu tiên, Fubuki cùng với hội bảo tuyết của mình tìm tới Saikot. Và thông qua vài chapter, chúng ta có thể hiểu rằng lý do cô muốn tìm tới Saikot là muốn biết tại sao Saikot lại thành lập ra tổ chức quái vật. Con mắt thứ ba đã cho cô ta thấy gì? Tương lai của Saikot rốt cuộc là gì mà khiến một cô nàng hăng hái cho tổ chức bảo tuyết nay lại đổi chiều, muốn huy động mọi người tiêu diệt nhân loại và coi rẻ mạng sống của con người như thế? Từng là bạn thân của Saikot, điều đó đã khiến Fubuki muốn tìm hiểu kỹ hơn về con mắt thứ ba của cô ta. Tiếp đến, lý do mà Fubuki ngay lập tức hành động chính là vì cô đang phối hợp với chị gái của mình. Cả hai đang làm theo một kế hoạch với mục đích là bảo vệ Saikot khỏi tổ chức Tsukuyomi và cả hiệp hội anh hùng. Và lúc này, trên đường tìm tới phòng giam của Saikot, cô cũng đang có linh tính không mấy ổn vì nhận thấy có một kẻ mang sức mạnh tâm linh cũng đã tìm tới Saikot. Vì sợ kế hoạch thất bại nên đã lùi Thánh Sai theo và yêu cầu Saitama hãy theo cô làm phụ tá đặc biệt cho mình nhằm bảo vệ cô trước tên đeo mặt nạ đó và cũng phòng trường hợp chỉ cô không tới kịp. Sau đó, cả đám đã đi theo vào tầng hầm đúng như dự định. Tổ chức bảo tuyết đã gặp mặt tên bí ẩn đó. Lúc này, Fubuki đã cảnh báo mọi người rằng chị mình đã biết hết mọi chuyện và vì tính khí của chị ấy là một người rất nóng nảy nên biết Saikot ở đây chắc chắn là chị hai của cô sẽ giết ả ta. Fubuki cũng yêu cầu mọi người ra khỏi căn phòng và chạy trốn trước khi chị hai cô xuất hiện. Tatsumaki đóng vai là một người đang cay nghiệt Saikot vì kẻ mà cô từng chiến đấu vẫn còn đang sống. Giả vờ nổi điên, Tatsumaki phá hủy luôn căn hầm nhằm đe dọa mọi người, khiến cho mọi người phải bỏ chạy. Đáng lý ra, trong lúc này, chỉ có bằng bảo tuyết, Saitama, Tatsumaki, Saikot và kẻ thuộc tổ chức Tsukuyomi. Ấy nhưng, ba tên cấp cao chưa chạy được bao xa thì đã bị tên bí ẩn kia khống chế khiến cả ba bất tỉnh. Mục đích là không muốn ai ở trong tầm đánh của Tatsumaki. Nên đó là lý do mà Fubuki tới để cảnh báo ba tên kia chạy thoát thân. Trong trận chiến, chị em nhà Tatsumaki cũng diễn rằng chị em mình đang gây chiến với nhau. Fubuki giả vờ bảo vệ người bạn năm xưa của mình, còn Tatsumaki thì không cho phép Fubuki bảo vệ Saikot. Còn việc tên mặt nạ bí ẩn kia xuất hiện không phải là một vấn đề lớn trong kế hoạch. Lần này, với sức mạnh của chị đại, thì chuyện đánh bại hắn là một việc rất dễ dàng. Quan trọng vẫn là phải bảo vệ Saikot trước đã. Ấy nhưng, bảo vệ bằng cách nào? Và tại sao chị em nhà Tatsumaki lại diễn rằng mình đang đôi co và khiến chị đại phải giận dữ? Để bảo vệ Saikot an toàn trước tổ chức Tsukuyomi và cả những tên cấp cao của tổ chức hiệp hội thì họ phải tạo ra cái chết giả cho Saikot và đó là cách bảo vệ an toàn nhất cho Saikot. Chỉ có cách đó thì Saikot, kẻ sở hữu con mắt thứ ba mới thực sự an toàn trước tổ chức Tsukuyomi. Lúc này, chị em nhà Tatsumaki sẽ chiến đấu đôi co với nhau. Hiện tại, ba tên kia cũng đã bị ngất xỉu và chúng không thể chứng kiến chuyện gì đang diễn ra. Hệ thống camera cũng đã bị phá hủy và vô hiệu hóa. Fubuki thì cố gắng bảo vệ Saikot, nhưng với sức mạnh của chị mình là quá lớn. Thế nên, Tatsumaki sẽ là người giả vờ đã giết chết Saikot, kết thúc trận chiến. Fubuki sẽ xuất hiện và báo cáo lại tại trụ sở về tình hình của Saikot rằng người bạn thân của mình đã bị cô chị giết. Tổ chức vì nghĩ rằng Saikot đã chết nên sẽ không còn bán cho Tsukuyomi. Vậy nhưng đằng sau đó thì Saikot vẫn được nhóm bảo tuyết âm thầm bảo vệ ở một nơi bí mật mà không ai biết. Thời điểm này, Saikot sẽ được Fubuki chăm sóc. Nữ chủ tịch bảo tuyết cũng có cơ hội tiếp cận tâm trí Saikot để biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Và đó cũng có thể là những kế hoạch mà chị em nhà Tatsumaki đang muốn làm. Chính vì thế mà Tatsumaki mới bảo rằng chị sẽ có một chút động thái và cần sự giúp đỡ của em. Động thái ở đây có nghĩa rằng Tatsumaki sẽ là một cô nàng nóng nảy và đòi giết Saikot, còn Fubuki mới là người bảo vệ Saikot. Vai trò cuối cùng của Fubuki chính là người đi báo cáo lại cho cấp trên rằng chị cô đã giết Saikot. Vì chỉ có thế thì hiệp hội mới không thể bán Saikot cho tổ chức Tsukuyomi được. Và dù đây vẫn là những dự đoán và giả thuyết của mình về kế hoạch chính xác của họ, và để biết rõ hơn thì chắc chắn tiếp theo chúng ta sẽ được biết hết về kế hoạch thực sự của Tatsumaki. Nối tiếp với những kế hoạch của chị em nhà Tatsumaki thì mình cũng đoán rằng Saitama sẽ là người tiêu diệt thanh niên thuộc tổ chức Tsukuyomi đó.
Như đã phân tích ở video cháp 223, thì Saitama phát hiện chính Jedi mới là kẻ tàn phá mất ngôi nhà của anh. Thay vì quan tâm tới trận chiến của ba năng lực gia, thì Thánh Hỏi chỉ muốn gửi vài lời tới Tatsumaki vì cho rằng cô ta không cảm thấy tội lỗi khi đã dám phá hủy ngôi nhà của mình. Và rồi nhân vật chính của chúng ta đã bị đưa xuống đáy xã hội, nơi giam giữ những quái vật cấp quỷ. Bọn quái vật này vì nghĩ Saitama là miếng mồi thơm ngon cho chúng trước khi sổ lòng, nên cũng tính sời luôn Saitama. Và rồi cái kết cũng đã đến với bọn chúng. Chỉ bằng một cú đấm tan sát bọn chúng, khiến toàn bộ cơ thể lũ quái vật tan tác. Cú đấm mạnh tới nỗi phá hủy một lỗ, tạo ra đường đi lên lại phòng giam giữ Saikot. Sức mạnh và bức hủy diệt của nó cũng lớn tới mức tên mặt nạ bí ẩn chiến đấu với Tatsumaki cũng sẽ bị đánh bại. Tatsumaki lúc này sẽ giận dữ khi Saitama đã giết hắn mất, còn Saitama thì cũng bực bội khi chính Tatsumaki là người nghiền nát ngôi nhà của mình. Từ đó mà cuộc chiến của cả hai đã xảy ra, và có thêm một cháp nữa là chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc chiến hoành tráng đó. Còn các bạn nghĩ sao về những tình tiết tiếp theo? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết với nhé.